Birthday. Xin chào quý vị khán giả của Đẹp 24/7. Các bạn thân mến, màu sắc trong thời trang đóng một vai trò vô cùng quan trọng, góp phần không nhỏ tạo nên sự thành công của một bộ trang phục hay là một xu hướng. Với màu đen thì nó luôn tạo ra một cái vẻ huyền bí và quyến rũ đối với các tín đồ thời trang. Và ngày hôm nay thì hãy cùng với Đẹp 24/7 khám phá xem điều đó là đúng hay sai nhé. Thursday. Mặc cả cây đen có thể khiến bạn trông tinh tế, đẳng cấp, nhưng trái lại, nó cũng dễ làm chủ nhân trở nên nhàm chán và già nua. Tuy nhiên, xu hướng đơn sắc này luôn quyến rũ các tín đồ thời trang. Angela Phương Trinh được nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường chọn là nàng thơ sau Lê Thúy và Xuân Tiền. Hãy cùng xem cô ấy gợi cảm thế nào với gam đen sắc lạnh nhé. Chắc hẳn ai yêu thích gam đen tuyền không thể quên bộ tứ quyền lực Việt Nam Next Top Model năm 2015 đã gây bất ngờ thế nào với lựa chọn trang phục này. Một trong những idol nổi bật nhất nhì phải kể đến Jennie Kim, trưởng nhóm Blackpink. Khỏi phải nói, gu thời trang của cô nàng sinh năm 1996 này chất và ngầu thế nào. Những bộ outfit đẳng cấp của Jennie thể hiện sự cá tính, mang lại sự ấn tượng nhất định đối với các tín đồ thời trang. Đặc biệt, màu đen, màu ruột trong phong cách ăn mặc của Jennie luôn xuất hiện không ít lần. Thật vậy, không có màu sắc nào giúp khoe được vẻ đẹp quyến rũ của bạn như màu đen. Thursday. Các bạn thân mến, không còn nghi ngờ điều gì nữa, gam đen sắc lạnh đã khiến cho các tín đồ thời trang điêu đứng. Đẹp 24/7 sẽ gợi ý cho các bạn một vài cách mix đồ ngay bây giờ. Một item nữa dành cho các quý cô đó là váy liền dáng ôm. Điểm nhấn là ngọc trai trắng dọc thân, giúp bạn khoe vòng eo còn kiến tối đa. Thật tuyệt phải không nào? Áo đen kết hợp chân váy bằng sợi đen. Bạn không thể đơn điệu với điểm nhấn cơ bản là chiếc chân váy kết bằng sợi hình zích zắc. Trái lại, sẽ trở nên thật quyến rũ, thu hút và đặc biệt khoe được đôi chân thon, làn da trắng và tăng vòng ba đáng kể với cách mix này. Không thể phủ nhận sức mạnh của pyjama trong năm nay, đặc biệt là màu đen cơ bản vừa cổ điển vừa phong cách, đặc biệt là không quá kén trọng vóc dáng. Một chiếc quần legging đơn giản cùng tông cũng là quá đủ. Váy liền mà thiết kế ngoài là thân rời, giúp bạn che vòng 2, tăng kích cỡ vòng 3, phần tà chéo làm bạn vẫn nữ tính mà hiện đại, kín đáo và trẻ trung. Đừng quên rằng gam đen là bất tử trong làng thời trang nhé. Các bạn thân mến, không chỉ chất này, ấn tượng này mà còn vô cùng quyến rũ nữa. Và chắc chắn là chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn những màu sắc khác ở trong những số tiếp theo của Đẹp 24/7. Bây giờ thì thời lượng phát sóng 5 phút của chương trình đã hết. Chúng tôi rất muốn cảm ơn tất cả quý vị vì quý vị vẫn luôn đồng hành và ủng hộ chương trình của chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.